Các bạn có bao giờ có cảm giác đó, thích một người chứ? Và người ta cho mình cảm giác đó, được người ta thích mình, nhưng theo sự phũ phàng. Khi người ta xuất hiện làm cho mình biết cái cảm giác đó, thích một người mà người ta lại cho mình hy vọng, mùi hy vọng đó đấy đi mất trong gặp tay. Chắc bạn biết đó, thằng bạn của mình cũng thích nó, người đó cũng thích nó, và hai đứa đang quen nhau. Nhưng còn gì đau đớn hơn, bạn bản thân của mình cũng biết mình thích nó, mình nên làm vậy. Nói vậy á, cậu sẽ cũng đủ hiểu mọi chuyện. Người trong câu chuyện vui đang nói đó chính là cô. Đây là câu chuyện của tôi. Mà khi biết được từ đó đó, tôi nóng nó lắm, tôi bực nó lắm. Nhưng nóng nó, bực nó, làm được cái gì? Đánh nó, khi làm những chửi nó, thì giết nó. Tôi á, học được cách buông bỏ và bỏ cuộc. Và cũng chính đó, mấy cái ngày biết được từ đó đó, thì cũng chính đêm đó cô nằm trong một căn phòng đầy bóng tối và gửi mình suy nghĩ. Cô nhận ra được một điều là mệt người ta đó, nhưng mình làm gì đủ cứng cáp, làm gì đủ khả năng lo cho người ta được. Nếu đó, như nó thì người ta sẽ tốt hơn là quen với mình. Mình sẽ đứng sau vì người ta hạnh phúc, vì người ta vui vẻ, vì người ta cười bên một người thì mình cũng vui rồi. Còn mình, tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện ngay cả việc chửi người mình hết đấy, mà kêu bạn của tôi nói những câu thậm tệ về tôi để cho người ta đấy ghét mình, cái quên mình và hạnh phúc cái người đó. Nhưng mà bỗng một ngày nha, nhưng bỗng biết được hai người đó có trục trặc, có vấn đề và chia tay. Lúc đó đó biết được đó, tôi sẽ rất là vui, tôi sẽ rất là mừng. Tôi nghĩ á, đó chính là cơ hội của mình, rồi biết đến cơ hội còn nhiều là sau đó đó. Trước mặt cô ấy thì người ta luôn nói chỉ xem tôi là bạn, nhưng theo cách của tôi đi mà biết đó, thì cô cũng biết người ta cũng có một chút gì đó thích mình. Nhưng là cái đêm định mệnh đó, chính giấc mơ đó đã khiến cho tôi thay đổi tất cả, thay đổi tất cả. Một lần nữa tôi lại bỏ cuộc và từ bỏ mọi thứ vì mình á, mình không đủ khả năng nói cho người ta. Giờ mình khuất người ta đó, nhưng mình á, không đủ khả năng. Khi mình quen người ta đó, người ta sẽ khổ. Khi mà quen mình thì thôi á, bên ngoài á thế mình sẽ lạ đi, nhưng bên trong á luôn ấm hầm thích họ. Từ đó đó tôi hứa với lòng mình là ấm hầm thích họ còn hơn á để họ biết. Từ lúc đó đó tôi ấm hầm thích họ, thương họ và luôn ở phía sau họ, theo dõi họ tốt hơn và để họ biết mình thích họ. Đây chính là câu chuyện tình yêu của cuộc đời luôn. Còn các bạn thì sao? Câu chuyện của các bạn như thế nào?